Xin chào các bạn, lại là Jenny đây và chúng mình hãy cùng nhau khám phá những ngày còn lại ở Thụy Sĩ của mình nhé. Anh muốn đi thì anh đi. Quay lưng lại là trước mặt anh. Đây là khu nhà dân ở Thụy Sĩ, làng Luzern. Một căn nhà ở đây thì có trị giá là 1 triệu đô trở lên như mấy bạn. Nhưng mà rất là đẹp. Đây là xa thành phố, về lập rừng, về countryside. Càng xa là càng rẻ, còn trung tâm thì lại mắc hơn. Đẹp, rất xanh. Đi ra ngoài đường chưa? Ồ, không đi chăm đi hả? Đây là view cái khu mình sống nha các bạn. Khu mình mướn nha mấy khu mình sống nha. Đi bộ ra một xíu rồi các bạn thấy. Trời ơi, quá đẹp luôn. Quá đỉnh luôn. Đây, hoa lá vàng, hoa tulip. Nhà của ở đây người ta làm đẹp lắm mấy bạn. Ờ, nếu bạn nhìn nhẹ nha, nhưng mà bên trong rất là mới, rất là modern luôn, đẹp hơn nhà bên Mỹ nữa. Nói chung là rộng ngang ngửa nhà Mỹ á. Anh bạn mập request là phải cho anh bạn mập vô. Thì mình sẽ cho anh bạn mập vô. View quá đỉnh luôn. Cái nhà này có cái view đẹp quá anh hả? Chắc mắc tiền lắm á. 2 triệu. Chắc là 2 triệu. Em đâu có ngoài đâu. Nhìn giống nhà ở Nhật hay Hàn á. Sau khi tham quan xong thì tụi mình đã bắt train để đi đến Interlaken. Mà tụi mình đến Interlaken thì để đi đến một nơi rất là đặc biệt. Một nơi mà ai tới Thụy Sĩ thì cũng phải đều check in ở đó. Đó chính là làng Isewan. Làng Isewan là nơi mà bộ phim Crash Landing on You đã đóng ở đó. Với một cái bãi hồ nước và anh Captain Ri ngồi đánh đàn đó các bạn. Đó là cái chỗ đó đó. Thì chính phủ ở đây rất là yêu thương những người dân du lịch luôn, tại vì có rất là nhiều người du lịch để đến đó, cho nên chính phủ đã làm ra một cái tuyến bus, một cái xe bus chỉ để đi thẳng tới đó thôi. Đó là cái số bus hình như là 53 thì phải. Chỉ đi thẳng tới làng Isewan đó thôi, trong vòng 1 tiếng để mình tới cái làng Isewan đó. Nào thì cùng hãy chờ đợi mình tới làng Isewan nhé.
Sau một tiếng ngồi trên xe bus thì mình đã đến được nơi mà chúng mình muốn đến rồi đấy các bạn. Đây chính là làng Izawan, nơi mà có anh Captain Ree ngồi đánh đàn ấy các bạn. Ở đây thì rất công nhận phải nói là đẹp tuyệt vời nha. Nhưng mà cái ngày của mình đi thì trời có hơi mưa nhẹ một xíu, nhưng mà không sao, vẫn làm cho cái khung cảnh nó càng lãng mạn hơn. Và các bạn có thể thấy đó là rất là nhiều khách du lịch đến đây để check in. Hồi xưa để ra được cái cầu này các bạn phải xếp hàng từ sớm ấy, nhưng mà bây giờ người ta thấy khách du lịch nhiều quá, xong rồi làm ồn ào ở cái làng này nè, xong cái người ta họ đặt cái máy, người ta tính tiền, muốn ra đó chụp hình phải trả mỗi ngôi là 5 đồng tiền thụy sĩ thì mới được ra chụp hình. Nhưng mà mình đã đến được tới mức này rồi thì bỏ thêm 5 đồng để ra chụp hình thì có đáng là bao đâu, đúng không các bạn? Rồi các bạn hãy cùng ngắm cảnh với mình nha, thật là thơ mộng. Sau khi tạm biệt làng Izawan tuyệt đẹp thì tụi mình lại tiếp tục để đi đến một cái nơi khác, một cái nơi cũng rất là nổi tiếng không kém gì ở làng Titawan. Và đây là một cái ngôi làng nhỏ trên cái con đường mình đi, mình thấy đẹp nên mình ghé vào để mình quay và chụp hình, nhưng không phải là cái địa điểm chính để mình đến. Địa điểm chính hôm nay mình đi đó chính là hồ Plaus. Hồ Plaus còn có tên là hồ nước mắt, và cái câu chuyện và cái truyền thuyết ở đây mình sẽ kể cho các bạn nghe nhé. Vậy là mình đã đến hồ Plaus rồi đây các bạn. Hồ này thì nước có màu xanh ngọc bích, đẹp như một bức tranh vẽ. Và có truyền thuyết kể lại rằng lúc xưa có một cặp đôi yêu nhau thường hay đến đây hẹn hò. Và bỗng một ngày chàng trai mất đi và không rõ nguyên nhân. Thế nên cô gái vì thương nhớ người yêu của mình mà ngày nào cũng đến nơi đây. Cô ôm đau thương và khóc cho mối tình của mình. Và rồi một ngày người ta tìm thấy được thi thể của cô đã chết tại nơi đây, và những giọt nước mắt của cô đã biến thành cái hồ nước mắt này. Đó là lý do tại sao hồ nước mắt này lại có màu xanh ngọc bích, đó là nước mắt của cô. Và đó cũng chính là truyền thuyết của hồ Plaus. Thụy Sĩ đẹp nhất là bởi vì được thiên nhiên ưu ái, xung quanh nó được bao bọc bởi núi và hồ. Hồ thì có những cái hồ rất là nhiều, hồ rất là rộng lớn. Núi thì lại có những thác nước chảy rí rắc.
Chúng ta đã đi qua tham quan hồ Plaus rồi, thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn ra tham quan một hồ có tên gọi là hồ Prince, cũng là một hồ rất là bự, rộng và đẹp của Thụy Sĩ. Nào các bạn hãy cùng theo chân mình nhé. Nơi mình đang đứng chính là thành phố Zurich. Thành phố này thì có vẻ là hiện đại và sầm uất hơn những ngôi làng mà mình đã từng đi qua. Và Zurich cũng là địa điểm cuối cùng mà mình đến của Thụy Sĩ, cũng như là kết thúc hành trình mình đi khám phá châu Âu trong vòng 2 tuần. Hành trình này khép lại thì sẽ mở ra một hành trình khác mới mẻ và vui vẻ hơn. Các bạn hãy like, share và subscribe và hãy cùng theo dõi mình. Mình sẽ đi đến những đất nước nào mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.